Dạ, Quang Thủ TV xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Quang Thủ TV ạ. Thì lời đầu tiên cho Quang Thủ TV kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Và hiện tại thì em đang có mặt ở Sóc Trăng quý cô chú, anh chị, huyện Trần Đề. Thì đây là một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thì theo hàng xóm chia sẻ quý cô chú, anh chị, thì chồng chị đã mất cách đây gần một năm. Lúc trước thì hai chồng đang làm ở Bình Dương, nhưng mà chồng không may bị tai nạn qua đời quý cô chú anh chị. Và hiện tại chị đã về quê, thì được bà con hàng xóm thương dựng lên căn nhà chùa lá cho 50 con ở quý cô chú anh chị. Hoàn cảnh rất là thương, bốn đứa con nhưng mà còn rất là bé luôn quý cô chú anh chị. Đứa lớn nhất thì theo hàng xóm thì sẽ là mới học lớp 3 thôi. Còn một đứa nhỏ nhất thì mới có 6 tháng thôi quý cô chú anh chị. Chị sống ở đây là nhà tình thương của cô bác hàng xóm. Tại vì chị có con nhỏ, chị không đi làm được quý cô chú anh chị. Chị sống nương tựa vào hàng xóm với gia đình ở vòng này là quý cô chú anh chị. Dạ, thì mời quý cô chú anh chị theo chân Quang Thủ TV để trò chuyện, tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của chị ạ. Chào con gái nha. Chào chú hay con gái? Chào, lại chào chú đâu à. Đấy nha, con trai đập nước đá làm nước hả? Chú hỏi kìa, con tránh lại. Con tránh nước. Ở nhà con có nước nhiều. Nhà con có nước nhiều hả? Ngoan quá vậy. Nhà con có nước gì? Con nước gì không? Dạ. Chị ngồi đi chị. Chị cho em gắn cái miếng này nè. Ngồi xuống đây mà. Dạ, hiện tại thì em cũng được mọi người ở đây chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mình đó chị. Dạ. Thì mẹ ơi, sao cho con trước rồi? Sao con gái? Cha chuẩn bị tặng quý. Cháu lành quá luôn mọi người. Thì em biết hoàn cảnh của mình thì ông xã cũng mất gần một năm. Một mình chị là nuôi bao nhiêu đứa con hả chị? Dạ, 4 đứa. Là 4 đứa cháu đang ở đây luôn hả chị? Dạ. Dạ. Bé lớn em. Bé nhỏ nhất là 8 tháng hả chị? Dạ, 6 tháng. 6 tháng. Chị mình tên gì chị? Dạ, em tên Pha, Búc Pha, Kim Thị Búc Pha. Kim Thị Búc Pha. Hôm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 28 tuổi. 28 tuổi. Chắc lúc, con ngồi đây cho nè. Lúc mà ông xã mất á, chắc cháu Út là chưa ra đời hả chị? Dạ. Ở trâu ngồi im con. Quậy quá con, để cho mẹ trò chuyện, nói chuyện xíu nè con. Hồi lúc ông xã em mất là em mới có bầu được có 4 tháng rưỡi à. Rồi ảnh đi làm rồi lọt tôn nhà xưởng, lò gạch bên ta. Rồi anh té từ trên nóc nhà xưởng xuống. Và đem đi bệnh viện. Đem đi tới chưa tới bệnh viện nữa là lúc mà người ta báo là em lên tới bệnh viện là nó là tắt thở chứ chưa lên bệnh viện. Dạ, chưa kịp tới bệnh viện ha. Mấy đứa nhỏ là quá trời kháo thỉnh. Con nhỏ mà con coi họ cũng đau. Dạ, hiện giờ là chị làm công việc gì để chị nuôi mấy bé này chị? Dạ, đây em cũng chưa có đi làm. Tại vì bữa họ vừa đi làm công ty, em mới thư việc ở nhà để chăm bé. Cái nhỏ này em nó bệnh hoài à. Sức khỏe sẽ hơi yếu. Hai bơ xuống. Em bơ xuống. Nghỉ ở nhà giữ cháu. Giữ cháu. Lúc trước thì hai vợ chồng mình sống ở đây luôn hay sống ở đâu chị? Dạ, trước em cưới rồi là em lên Bình Dương em làm luôn. Là ở trên Bình Dương luôn. Em lấy chồng đi chị vàng. Ngồi xuống. À, là lúc đó hai chồng là Bình Dương là mấy đứa cháu này đây là gửi cho ông bà dưới quê là chăm. Ở trên Bình Dương luôn. Ở Bình Dương luôn. Dạ. Sau đó là ông xã mất thì mình mẹ con mình mới về đây ở. Dạ. Là chị với các cháu ở đây lâu chưa? Dạ, em mới ở đây 3 tháng. Là cái mảnh đất này chị đang ở là đất của ai? Dạ, đất của ba em. Đất của ba ruột mình. Dạ. Là căn chòi này là của cô chú của em là người góp ra rằng cắt cho mẹ con em được cái nhà nhỏ để mà che nắng che mưa. Dạ. Tại vì cũng phần em thì mất mẹ từ nhỏ.
nên em cũng không muốn là phải phụ thuộc vào ba em, với lại ba em cũng có gia đình riêng đó, em không muốn làm gánh nặng cho ba em. Nhờ cô chú cất cho cái nhà nhỏ vậy thì mẹ con em mình một nhau mà sống ở đây. Bây giờ chị là bác trong là bốn đứa cháu như thế này, giữa cháu nhỏ mới 6 tháng thôi, bé là hai bé đang đi học nữa, công việc thì chị không thể nào mà đi làm công ty này chưa được, không thể làm công ty được để mà kiếm đồng tiền ra đồng tiền vô á, thì hàng ngày thì mấy mẹ con kiếm tiền đâu để mà mua gạo, mua đồ ăn, mua sữa cho các bé hả chị tả rồi đó. Em cũng nhờ cô chú đồ thương cũng người cũng cho một ít rồi em để dành em mua sữa rồi mua tã cho bé. Như đồ ăn thì cũng có cô chú em người cũng cho một ít vậy đó. Dạ. Như vậy là cuộc sống của chị bây giờ chỉ là dựa vào hàng xóm nương tựa với nhau. Bà con đây cũng biết và hiểu rõ về hoàn cảnh của chị rất là rõ. Thì mỗi lần như vậy người ta đến ta cho chị gạo hoặc là cho 50.000 gì đó chị để dành lại. Hàng xóm thì cô chú em rồi cũng người thì cũng cho ít rồi để em mua đồ ăn cho con em ăn với cho bé đi học á. Anh trai đi tắt nước sôi rồi con có bắt nước sôi con làm nước uống không? Để hồi khô luôn á. Bé nhỏ này á tiền sữa tiền tã một tháng chạy đại như 3-5 triệu quá chị. Bé này cũng bữa hổm thì chị dâu em á mua cho thì em cũng không có biết là bao nhiêu mà cái chị mua vậy đó. Hết thì nói chị mua giùm cho là chị mua cho á. Dạ. Hổm nay 2 tháng nay thì bé cũng ít uống sữa lắm. Bé chủ yếu là bú mẹ với em cho bé ăn cháo á, cháo gấu đỏ á, cho bé ăn chặn thêm. Tại vì sữa không thì đâu có lo nổi nha. Em cho bé ăn cháo gấu đỏ cho ăn chặn thêm. Cháo gói mình nữa hả chị? Dạ. Rồi hai đứa bé học cháu trai lớn này là đang học lớp mấy chị? Dạ bé trai này là học lớp 3. Học lớp 3. Còn bé kế này? Dạ bé học lớp 1. Lớp 3 lớp 1. Cặp sách quần áo nhà trường ta hỗ trợ hả chị? Bữa hổm thì có anh Mồng Trung mới xuống vay á. Dạ. Rồi cô chú Mạnh Thường Quân thương em á, rồi cũng cho em được tiền, em cũng mua cặp sách rồi quần áo rồi cho bé, chứ em mua thêm cái bàn cho bé học. Dạ chị cũng đỡ cho gia đình mình ha. Dạ. Rồi sang năm thì chuẩn bị thì bé thứ ba này cũng tiếp tục là vào lớp rồi. Dạ. Cũng là thêm một cái gánh nặng cho gia đình mình. Sao mà chị không gửi các cháu rồi cho bên nội bên ngoại giữ để mình đi làm để có tiền gửi về cho mấy đứa? Tại vì phần á em cũng sao con gái? Là một phần á là nội thì ông nội cũng bệnh nặng, cũng đi điều trị bên Sài Gòn á, rồi thêm á ông ngoại thì cũng đi làm, bà ngoại thì cũng ở nhà cũng vậy như cũng bệnh á, rồi nuôi bò nuôi dê ấy á, rồi không có thời không có rảnh để mà chăm bé giùm em. Sao con nó bụng muốn ăn cơm hay sao? Cơm hay gì? Không ăn cơm hả? Con muốn cà phê hả? Trời ơi. Cà phê hả? Hình như anh hai đang quậy cà phê cho con hay gì mà. Đã cho đi cà con đi. Anh đây vô làm cà phê cho em miếng. Đây. Con gái bao nhiêu tuổi rồi mà ghiền cà phê rồi? Hết cà phê rồi. Con ơi mẹ mua cà phê đó. Một lát rồi mẹ đi mua cà phê cho con gái nha, hết rồi. Ừ. Tí mẹ đi mua cho. Ngoan đi mẹ thương. Con tên gì con? Con tên Bảo Châu. Bảo Châu. Bảo Châu. Bảo Châu, Bảo Châu nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi. Con mới 3 tuổi mà con nghiền cà phê rồi ha. Một ngày con uống mấy cữ cà phê? 2. 2 cữ hả? Ôi nhìn mặt dễ thương mấy mọi người. Một ngày con uống 2 cữ cà phê. Còn con có muốn đến lớp với mà chị ba không? Muốn. Muốn hả? Sang năm đi học ha. Hả? Lành về luôn á quý cô chú anh chị. 3 tháng trời là gia đình mẹ con mình sống ở trong con trời tạm bỡ này. Không có một cái công việc nào làm ổn định. Hơn ngày thì
gia đình mình đây là dân lưới mà cua bắt ốc để ăn hay sao chị? Bé nó còn nhỏ đâu có em đâu có gọi ai được đâu. Rồi nói chung hổm thì cũng nhờ bên hàng xóm cái gì người ta cho gạo nè, rồi cá rồi đồ ăn thì cô em cũng mua cho. Nên em cũng không có đi họ ốc gì đâu. Ở nhà về giữ bé này rồi nuôi mấy con gà. Mình có nuôi gà này kia ha để trang trải. Bảo Châu ngồi im con. Bảo Châu nè, nhà con được mấy con gà con? Mấy? Ba con. Mấy con? Ba. Trong ba cháu lớn này em thấy Bảo Châu là lanh nhất luôn. Quậy lắm chú ơi. Quậy lắm hả Bảo Châu? Hả? Con quậy lắm hả? Nãy giờ con ở đây con chơi vui. Con chơi vui hả? Em này cũng vậy, này cứ vui. À, cái người ông xã mình đó là mình gửi trong chùa hay sao chị, hay là người em còn để nhanh bên nhà nội, tại vì bữa thì mình cũng không nghĩ được cô chú chất cất em cái chòi này nên em cũng chưa có đem bằng thờ ảnh về đây. Chắc năm ảnh thì em qua bển Ninh Thỉnh thờ ảnh về đây em thờ. Là còn mùng 2 tháng 10 âm lịch mình lại tới giáp năm ảnh rồi em mới đi thỉnh mùng thờ ảnh về. Cho mấy con thắp nhang cho cha nó được đóng cúng nhà. Chắc lúc đó các bé còn quá nhỏ cũng chưa biết được cái sự việc cha mất hả chị? Dạ. Bé nó không có biết là cha mất. Chỉ biết thấy cha nó nằm đó là nghĩ cha nó nằm đó thôi. Nghĩ là cha ngủ thôi. Cha ngủ thôi. Bé nhỏ này nè, hay chơi cái bữa em gửi bên nhà nội á. Chơi thì cứ ra ôm cái mã. Thầy la nó sao mà ra ôm mã kìa. Rồi cái em hỏi sao mà con ra con ôm cái mã cha vậy, nó kêu cha ngủ đây mà. Nói gì vậy? Cha ngủ đây. Chỉ nghĩ là cha nó ngủ thôi. Cha chứ ngủ. Không có nghĩ là cha nó. Thầy cha ngủ bên hai không? Chắc là đáng thương cho cháu nhỏ con 6 tháng chưa gặp được mặt ba lần nào, mà ba cũng chưa nhìn thấy mặt lần nào. Sao con ngắt bụng của em con? Em thấy là cháu nó thiệt thòi quá, không có ba em mà lại bỏ con cho cô chú giữ, thấy tội con quá. Em muốn quyết định hai lần lòng he luôn con. Xin quyết định đặng ở nhà để lo cho con. Con im đi một xíu, mẹ đi mua cho con làm cho con nha. Con nghiện cà phê hả? Chịu hết nổi hả? Quá rồi, cô chú anh chị, mới có 3 tuổi mà nghiện cà phê quá trời luôn. Anh không có là đường. À không có trà đường hả? Trà đường. Thôi sữa chuyển qua cà phê. Đúng không? Sữa chuyển qua trà đường. Bảo Trân, Bảo Châu. Con thôi sữa rồi, con chuyển qua con nghiện cà phê phải không? Con nghỉ uống cà phê, con uống trà đường thôi. Uống trà đường hả? Có khi nào ở nhà chị mà chị đi công việc nào đó mà có Bảo Châu ở nhà mà tự bắt nước sôi lên mà quậy trà đá, quậy trà đường với cà phê uống luôn? Dạ không, tại vì cái khi thì có anh nó thì cũng kêu anh hai làm cho uống chứ còn không thấy em. Mẹ kêu không dám hai làm cho con, nào mà yêu con. Anh hai ơi, quậy trà đá đường cho Bảo Châu uống cho anh hai. Chồng mẹ. Cháu học giỏi không chị? Bé học cũng khá, chứ không có được giỏi. Hai cháu học khá không? Dạ. Trường học gần đây không chị? Dạ trường học cũng gần. Bây giờ là bé tự đi ha, có chị hả? Bé lớn thì đi xe đạp, còn bé nhỏ thì em gửi chú Út đưa đi, còn mà chú Út bận thì em đưa đi. Chị mượn xe của người ta đưa đi hay là xe của chị? Xe của em, hồi đó vợ chồng em mua đi làm đó. Em đem về đây dặn đưa rước cho bé đi học. Rồi chú nói là bé lớn thì đi xe đạp ơn rồi, để chú đưa rước luôn cho. Con nói đây là con hai. Con Châu lành quá. Chú đưa rước luôn cho để khỏi giận thấy em mất con nhỏ nè. Rồi mất ông đưa đi, ngày nào chú bận thì em mới gửi cho bà ngoại giữ chút bạn đưa bé đi học. Là bà ngoại làm con hai lần nữa. Dạ. Con hai làm được quá nữa. Dạ.
Dạ. Dạ con chào chú. Dạ chào chú. Dạ chào chú. Bảo Châu nè, con ngồi im im nha, cho chú trò chuyện với mẹ một tí xíu. Đó, rồi chú trò chuyện với con. Dạ. Con biết hát không? Hả? Con biết hát không? Biết không? Con hát được bài gì không? Bài gì con hát bài gì? Con hát bài rồi con hát cho chú với mọi người nghe xem nào. Rồi hát đi. Rồi hát con. Hát đi. Sao nói con biết hát mà. Sao giùm chú. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ là gì? Mắc cỡ hả? Không biết hát. Chỉ mà nói là biết hát nha. Mắc cỡ nữa kìa. Có nhớ ba không? Hả? Trả lời đàng hoàng dạ. Nói được cũng răng rồi. Trang năm đi học nha, đến lớp với anh hai nha. Bảo Châu. Tao đưa giáp của con. Sang năm rồi con đi đến lớp với anh hai nha. Chịu đến lớp không? Con còn uống sữa hộp không? Có. Sao con thôi sữa, nãy con nói với chú là con thôi sữa, con uống cà phê mà. Con vừa uống sữa hộp rồi vừa uống cà phê nữa hả? Sao con nghiền nhiều thứ quá vậy Bảo Châu? Con uống đầu que rồi uống hết luôn. Uống hết luôn. Một ngày con uống mấy hộp sữa? Đào mà ngoại luôn. Một ngày con uống mấy hộp sữa? Hộp sữa. Một ngày con uống mấy hộp? Hai. Uống hai hộp. Hai hộp? Hai. Hai hộp đưa ba ngón tay nha. Con biết đếm không? Con biết đếm không Bảo Châu? Mấy? Con đếm cho chú nghe coi. Một. Một thì hai. Được ba hả? Một, hai, ba, bốn. Bảo Châu nè, rồi chị con tên gì? Con chân Bùng Thị Bích Ngọc. Chị Bích Ngọc. Rồi anh hai tên gì? Hai chân Bùng Thị. Anh hai Quỳnh Thành. Rồi em Út. Em Út hả? Quý. Em Út tên gì? Quý. Quý chân Quý Hồng Quý. Cái gì? Tên gì? Tên gì nói là chú nghe coi. Kim Quý hả? Quý. Quý. Bảo Châu con ăn cơm chiều chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Chú nghe mẹ coi, mẹ nói là Bảo Châu ở nhà quậy hay đánh mấy chị lắm, đánh em lắm phải không? Ở trên kia kìa quậy. Mẹ đéo con đi. Con nè Bảo Châu nghe chú dặn nè, con không có đánh em nha, em còn nhỏ nè. Cái gì vô quý? Nha Bảo Châu. Không vậy. Em còn nhỏ, con không có đánh em nha, phải thương em. Trời. Đừng té em đó con. Đừng té em đó. Anh hai ấm em đàng hoàng con. Đừng té em đó con. Ấm lên vô đàng hoàng, đừng té. Nha, em còn nhỏ nè, Bảo Châu mai mốt không có đánh em nha, phải nựng em không có đánh nha. Chị nữa nè, chị ở nhà lo cơm cho nước cho con rồi sao con đánh chị. Bảo Châu nè, hằng ngày con có cho gà ăn không? Có. Chị với mẹ. Còn con. Con có cho ăn không? Có. Lành quá. Vậy thôi nha, để chú trò chuyện với chị ba nha. Không có quậy nữa nha, lành quá à. Kêu hát không chịu hát nè, la biết hát nè nha. Đây với cô chú anh chị thì vì là ba cũng ở sát bên đây luôn hả chị? Dạ ba. Vì cũng tiện lợi cho mình ha. Thì xung quanh căn chậu của chị nè, em thấy chỉ được một bóng đèn sưởi sáng và sưởi ấm cho căn nhà của mình. Và đặc biệt đây thì dụng cụ trong bếp của mình á, chị xài bằng bếp ga mini, không có bếp ga lớn hả chị? Tuy là căn chậu của chị rất là nhỏ bé luôn và bốn đứa con rất là nhỏ nhưng mà tài thấy rất là gọn gàng và ngăn nắp luôn á. Cũng đồ dùng nhà ấy cô chú cũng người cho ít á. Yeah. Ba cũng cho rồi cô cũng cho người có gì cho. Cũng được vài cái chén, vài cái son để đũa thôi. Bếp ga thì cũng bếp ga mini. Ở đây thì mình xài nước công tơ hay là nước nước dưới ao chị? Nước gì em không biết, nước của nhà nước anh. Dạ là nước dạ. Máy á ha. Với nước máy mà em câu của nhà ba em qua. Dạ. Điện này em cũng câu của nhà ba em qua nữa. Cuối tháng ba trả tiền mình phải trả. Dạ ông ngoại cho ba em cho xài. Ông ngoại cho xài. Dạ. Ở gần ba thì cũng tiện nhiều thứ, có gì là mình gửi các cháu này kia mình đi công việc này kia cũng được.
Nói chung ba em cũng đi làm không à, không có nhà đâu. Kia buổi chiều vậy ba em về nhà vậy mới có nhà thôi, sáng thì cũng đi làm suốt à. Dạ, như vậy là chị cứ suốt ngày là ở nhà trông các cháu thôi, chứ mà đón đưa đi học thôi chứ không có thể làm công việc nào hết. Dạ. Chị có dự định sau này á, mà bé này nè lớn lên một chút xíu nữa chị có đi làm gì không? Dạ em tính là bé này lớn chút xíu em kiếm công ty ở gần đây nè, có xe thấy cô thêm em đi làm đó, bên hải sản rồi này kia đó. Dạ. Sáng đi chiều về với bé. Bữa hôm em cũng dự định là đi lên Bình Dương lại gửi các cháu ở đây, nhưng mà thấy con á không có cha rồi mà em đi nữa thì thấy còn tội con quá à. Bé nhỏ này nó bệnh hoài à, hết sốt sổ mũi nó làm hoài vậy, tháng bị hết 20 ngày vậy đó. Dạ. Đi giờ thì em thấy tội con em quá nên em quyết định ở đây thời gian con lớn chút rồi em mới kiếm xí nghiệp gần gần đây làm, sáng đi chiều về vậy đó. Sao ba Châu? Dạ. Có uống cà phê chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ. Con mới uống cái gì? Dạ. Con mới uống gì hả Châu? Nói chú nghe. Con mới uống trà đường. Trà đường hả? Đi trà đường. Dạ. Hoàng ơi, Châu té. Nói chuyện với chú nè, nói chuyện đàng hoàng nè, ba Châu. Ở Châu ngồi yên. Con mới uống gì con nói lại chú nghe. Con uống cái này á. Cái này là cái gì? Dạ, con Châu uống trà đường. Quá. Ngon. Trả lại cho con. Ngon ba Châu. Con mới uống rồi chú. Dạ con mới uống trà đường. À, con lấy dạ, giờ gia đình mình ăn cơm dùng cơm trưa cơm chiều chưa chị? Dạ chưa, em mới dạ. Đi công chứng giấy cho cháu em xong mới về cái chưa có. Giờ dạ, cũng trễ rồi, thôi tụi em cũng xin phép chị và các cháu ở đây. Tụi em đi về để lại cái không gian cho gia đình mình dùng cái bữa cơm chiều cho ấm áp hơn nha. Dạ 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 em cảm ơn quá. Dạ em chào chị. Bỏ Châu chú chào bỏ Châu nè, chào chú nè. Chào chú thưa con. Chào con nha bỏ Châu. Chào chú. Chào chú đi con. Chào chú.